Kim nào lớn nhất? Kim nào lớn nhất? Kim. Kim gì? Kim gì lớn nhất nè? Kim mình hay nghe mới lớn. Kim luôn. Nam châm. Kim nam châm là kim gì? Không biết nữa, mới nghĩ ra luôn. Kim nam châm. Nếu như là bạn thì bạn có câu trả lời không? Không luôn. Ờ có chứ. Câu gì? Mình nghĩ là kim mao sư dương, tạ tốn. Ổng là lớn nhất, ổng già nhất rồi đó, ổng xưa nhất nữa. Khi nào mà mình nói là mình nói là lớn tuổi thì nó khác, còn này lớn, mới là về kích này, thước. Này đâu cái đề mà. Đâu có cho, cái đề đâu có cho là lớn gì đâu. Lớn. Mình có thể là lớn cái gì cũng được, đúng không? Thì đó, nếu mà nãy mình giải thích vậy, nhưng mà có cái kim này nó lớn hơn nha. Kim gì? Kim gì? Kim tự tháp.